Xin chào các bạn đã đến với kênh Linh Kiện 79.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 10 mạch micro karaoke 12V đơn V3 với ký hiệu từ 01 chuyến 10. Giá sản phẩm hiện tại bên mình đang bán với giá là 180k. Và khi các bạn nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch mic karaoke như thế này, kèm theo đó là jack 2, jack 3 chân để kết nối vào mạch. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ với Sơn Thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor, Shopee đặt hàng. Số mình có tên là Linh Kiện 79. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok. Thì trên mạch mic này của chúng ta nó sẽ gồm có những đầu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một đầu màu xanh đây. Là đầu nhận điện áp. Mình sẽ zoom gần để các bạn nhìn rõ hơn. Đầu nhận điện áp sẽ nhận cả nguồn DC hoặc AC nhé. Nguồn AC sẽ từ 6 đến 17 SC, còn đầu DC là từ 12 đến 14 V. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái jack 3 chân đây. Đây là jack để chuyển sang cắm mic anh em ạ. Đây. Đây là jack cắm mic, sẽ có hai lỗ cắm mic nhé. Rồi, ok. Còn đây sẽ có hai đầu ba chân nữa, sẽ là rất là ghi rất rõ ràng. Đây là đầu in, tức là đầu nhận âm thanh vào, và đầu out sẽ là đầu ra ngoài công suất và lên loa. Đấy. Ở trước mặt nó sẽ gồm có là 5 con chip áp. Thì từ phải qua trái đây sẽ là con mic, đây là volume tổng của nhà. Đây. Đây là ở trên mạch này sẽ gồm có 5 con chip áp lần lượt từ trái từ phải qua trái, sẽ là volume tổng, nút thứ hai là delay, thứ ba là limit, và hai chip áp cuối cùng sẽ là mic của mic. Đấy. Ở đây thì mình đã đấu sẵn cho các bạn thấy được một mạch rồi. Thì ở đây mình sử dụng đầu vào bầu ra bằng sẽ test là nhạc của bằng hai ba loa BBB bass 30 full nhé. Sử dụng nguồn là nguồn DC 12V từ bình ắc quy để test nhạc. Bây giờ mình sẽ test bằng một bản nhạc của NCS Electrolyte để test nhạc. Đấy. Bây giờ mình sẽ test xem mic là nó có hoạt động không nhá. Thì đây nó là có hai cái núm ở đây á. Thì đây là chip áp, gọi là hai chip áp của hai mic khác nhau, độc lập. Còn đây là repeat và delay. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Tiếp theo là mic thứ hai. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Ok, như vậy là hai mic đều hoạt động và nhạc cũng hoạt động rất là tốt nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra và đánh dấu ký hiệu sản phẩm để tiếp tục với những sản phẩm khác. Mình sẽ để bên đây để tí nữa mình sẽ đánh dấu ký hiệu sau và tiếp tục ghép với những mạch sau. Thank you.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là 01 nhé. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, 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 alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo, alo, 1, 2, 3, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo.
Alo. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Ok, như vậy là hôm nay mình đã test xong bao gồm là 10 mạch mic karaoke 12V đơn V3 với số ký hiệu từ 01 đến 10 và cả 10 mạch đều hoạt động nào là tốt. Cuối cùng chương trình cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.